Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta cùng nhau suy niệm lời Chúa lễ Chúa Ba Ngôi năm A. Xin mời anh chị em đứng chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu nói với Nicodemus rằng: Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một người để tất cả những ai tin ở con của người thì không phải hư mất nhưng được sống đời đời vì thiên chúa không sai con của người giáng trần để luận phạt thế gian nhưng để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ ai tin người con ấy thì không bị luận phạt ai không tin thì đã bị luận phạt rồi vì không tin vào danh con một thiên chúa anh chị em thân mến Hôm nay cùng với giáo hội chúng ta long trọng mừng lễ Chúa Ba Ngôi Đây là một mầu nhiệm trọng đại ở trong giáo hội công giáo Và được gọi là mầu nhiệm chính yếu đối với đức tin công giáo của chúng ta Giáo lý hội thánh công giáo dạy rằng Đức tin công giáo hệ tại ở điểm này Thờ kính một Chúa Ba Ngôi và ba ngôi một chúa mà không lẫn lộn giữa các ngôi vị không chia cắt bản thể vì ngôi cha ngôi con và ngôi thánh thần phân biệt nhau nhưng chúa cha chúa con và chúa thánh thần có cùng một bản thể như nhau một vinh quang một uy quyền vĩnh cửu thưa anh chị em một chúa ba ngôi và ba ngôi là một chúa quả thật là một tư duy vượt quá sự tưởng tượng của khoa học con người thánh augustino ngày đêm suy tư về mầu nhiệm này để cuối cùng cũng chỉ thốt lên để có thể cảm nghiệm được mầu nhiệm cao sâu này phải có một tâm hồn đạo đức trong sạch và tràn đầy ơn thánh của chúa thánh nhân còn chỉ cho biết ai có tình yêu sẽ thấy được chúa ba ngôi vâng thưa anh chị em thánh doan đã minh định thiên chúa là tình yêu và chỉ có con đường tình yêu mới dẫn chúng ta đến gần với mầu nhiệm thẩm sâu này thật vậy đức tin giúp chúng ta nhận ra rằng tình yêu của thiên chúa dành để cho con người một tình yêu nhiệm lạ chính thiên chúa tỏ bày qua nhiệm cục cứu chuộc được thực hiện bởi cha, con và thánh thần. Không có nhiệm cục cứu chuộc này, con người không thể nào có được niềm hy vọng về một đời sống vĩnh cửu. Anh chị em thân mến. Sau khi con người phạm tội chống lại lệnh truyền thiên chúa đã không nỡ để con người ra hư vong ngài quyết dẫn đưa con người trở về với sự sống việc thiên chúa đưa ra quyết định cứu chuộc con người là một hành động xuất phát từ tình yêu của đấng được gọi là cha vâng thưa anh chị em mặc dù con người không được sinh ra từ thiên chúa như ngôi ai nhưng với bản chất là cha Thiên Chúa tạo dựng con người và đặt để con người trong mối tương quan mới, tương quan phụ tử. Nhờ mối tương quan phụ tử này, con người được Thiên Chúa yêu thương cách lạ lùng đến nỗi tác giả Thánh Vịnh phải thốt lên. Chúa cho con người chẳng thua kém, thần linh làm vậy. Ban vinh quang danh dự là mũ triều thiên cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự dưới chân. Và khi con người phạm tội, cho dẫu khi ra hình phạt, Thiên Chúa cũng không nỡ để đành lòng nhìn con người ra hư vong. Ngài đã ra tay tế độ bằng một hành động mà không ai có thể ngờ rằng Thiên Chúa yêu thương con người đến thế. Thánh Gioan đã diễn tả. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một để ai tin vào con của người thì không phải chết nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa đã sai con của người đến thế gian không phải để lên án nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Thưa anh chị, em, tình thương Thiên Chúa dành cho con người là phản ảnh tình thương Ngài dành cho ngôi hai người con duy nhất. Quả thật, con người không thể cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa dành để cho mình nếu ngôi hai Thiên Chúa không nhập thể làm người. Vì là con hiếu thảo nên ngôi hai cũng mang trong mình trọn vẹn tình yêu của cha. Nên người trong tinh thần vâng phục, sẵn lòng dẫn thân vào trong lịch sử của nhân loại qua việc nhập thể làm người để tỏ bày cho nhân loại nhận biết tình yêu của Thiên Chúa, yêu thương con người là dường nào. Cho dẫu con người chẳng có công trạng gì cả. Việc tỏ bày tình yêu không đơn giản chỉ là lời nói thốt ra từ môi miệng Bởi ngôi hai xuống thế làm người Không chỉ là thổ lộ tâm tư của Thiên Chúa Nhưng còn là cứu chuộc con người Khỏi bàn tay thần chết Vì thế thưa anh chị em Việc tỏ bày tình yêu Thiên Chúa của ngôi hai nhập thể Là một công trình được thực hiện bằng cả một cuộc đời Từ lời giảng dạy đến hành vi từ hơi thở đến từng nhịp đập con tim đều chất chứa lời yêu thương và cứu độ. Để rồi sau cùng là sự hiến thân trên thập giá thể hiện sự vâng phục trọn vẹn thánh ý cha trong việc cứu chuộc con người. Khi suy niệm về cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá, Đức Benedicto thứ 16 đã phải thốt lên trong cái chết thập tư của Chúa Giêsu, việc Thiên Chúa quay lại chống đối chính mình đạt đến mức tuyệt đỉnh. Khi người tự hiến chính mình để nâng con người lên và cứu độ họ. Đó là tình yêu trong hình thức triệt để nhất của Thiên Chúa yêu thương. Nhưng làm sao nhân loại có thể bước vào mối tương quan phụ tử với Thiên Chúa để có thể hưởng nhờ ơn cứu độ mà Đức Kitô mang lại? Thánh Phaolô đã đưa ra câu trả lời. Tất cả những ai được thần khí Thiên Chúa hướng dẫn đều là con cái của Thiên Chúa. Vì thần khí mà anh em đã lãnh nhận được đâu phải là tinh thần nô lệ khiến anh em phải sợ sệt như xưa. Nhưng là thần khí làm cho anh em nên nghĩ ích tự, khiến chúng ta kêu lên, áp ba, cha ơi. Vâng, chính thánh thần Thiên Chúa đấng là tình yêu, là sức sống của Thiên Chúa được trao ban cho chúng ta, sẽ là động lực để chúng ta nhận ra tình yêu của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô thúc đẩy chúng ta hành động để đáp trả lại tình yêu cao trọng này. Sách công vụ tông đồ đã tường thuật. Sau khi lãnh nhận thánh thần, thánh phê đã mạnh dạn loan báo. Thưa anh em, Đức Giêsu xu Nazareth là người đã được Thiên Chúa phái đến với anh em. Người đã bị anh em treo trên tập giả. Thiên Chúa đã làm cho người sống lại và đặt người làm Đức Chúa và làm Đấng Kitô. Khi nghe những điều đó, họ đau đớn trong lòng và hỏi ông Phêrô cùng các tông đồ: "Thưa các anh, vậy chúng tôi phải làm gì?" Phêrô đáp: "Anh em hãy sám hối và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân đa danh Đức Giêsu Kitô để được ơn tha tội." Và anh em sẽ nhận được ân huệ là thánh thần như vậy thưa anh chị em chính thánh thần thiên chúa vừa là động lực thúc đẩy loan báo tin mừng vừa là tác nhân biến đổi người được loan báo điều đó được thực hiện từ nguồn mạch duy nhất đó chính là tình yêu vâng ơn cứu độ được thực hiện cho bởi thiên chúa yêu thương và ơn cứu độ đó cũng chỉ dành cho những ai đón nhận quà tặng yêu thương bằng một thái độ đáp trả trong mối tương quan cha con có nghĩa là đón nhận với trọn vẹn tâm tình biết ơn tín thác và yêu mến như tâm tình của người con dành cho cha mình anh chị em thân mến mừng màu nhiệm ba ngôi để hiểu được Thiên Chúa yêu thương nhân loại là giường nào. Và cách Ngài hành động để tỏ bày tình yêu thương này cũng thật lạ lùng biết bao. Hiểu điều đó để chúng ta tạ ơn vì tình thương vô cùng mà Thiên Chúa đã dành để cho chúng ta và là một nỗ lực sống yêu thương như lời mời gọi của Chúa Giêsu Các con hãy yêu thương như Thầy đã yêu thương đặc biệt nơi các gia đình kitô hữu là môi trường cụ thể để chúng ta cảm nghiệm được tình yêu của thiên chúa ba ngôi và đây cũng là một lời mời gọi các gia đình kitô hữu hãy ra sức củng cố tình yêu giữa các thành viên trong gia đình của mình và kiến tạo sự hiệp nhất trong gia đình để tình yêu chúa ba ngôi thực sự được tọ bày được rạng sáng giữa môi trường chúng ta sống lệ thiên chúa mầu nhiệm một chúa ba ngôi là một mầu nhiệm của một tình yêu lạ lùng mà chúa đã dành để cho chúng con chúng con xin được cảm tạ chúa nhất là chúa đã đưa chúng con vào trong cộng đoàn giáo hội một cộng đoàn yêu thương xin cho chúng con biết nỗ lực xây dựng cộng đoàn này bằng chính đời sống yêu thương của chúng con Xin Chúa củng cố tình yêu gia đình của chúng con. Vì đây là môi trường sống động để tỏ bày mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi một cách cụ thể trong đời sống của chúng con. Xin cho gia đình của chúng con là môi trường lan tỏa cho mọi người nhận biết được tình yêu Thiên Chúa như thế nào được tỏ bày giữa tình yêu của các thành viên trong gia đình của chúng con. Amen.